Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục làm bài tập về Java, thì về chuỗi. Lần này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là hướng dẫn các bạn loại bỏ những khoảng trắng thừa ở trong chuỗi. Ví dụ người dùng nhập vào có nhiều khoảng trắng ở đầu hoặc ở cuối chẳng hạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn loại bỏ những khoảng trắng đấy. Thì trong main mình đây, mình khai báo một chuỗi này. Ở đây là yêu cầu người dùng nhập vào chuỗi này. Sau mình sẽ hiển thị chuỗi ban đầu này, mình căn cho 2 dấu sao này để hiển thị những khoảng trắng ở đoạn đầu và đoạn giữa nếu như người dùng có nhập vào. Còn tiếp theo thì mình sẽ dùng mình sẽ gọi ra bằng a.stream.chim. Chim này là cái stream này là như kiểu để cắt bỏ những khoảng trắng thừa ở trong chuỗi ra đây. Trong các lớp của Java nó có hỗ trợ. Và mình hiển thị ra lần nữa này. Nhưng lần này thì cũng có 2 khoảng này để cho các bạn biết là những khoảng trắng đã bị mất rồi. Bây giờ mình sẽ ấn Shift F6 để run code của mình này. Nhập vào chuỗi A, tên mình nhá. Mình sẽ cách hai phát này. Mà run dù cách này. Đấy, có rất nhiều khoảng trắng đúng không? Bây giờ mình nhấn Enter này. Đây, các bạn nhìn so sánh nhá. Có rất nhiều khoảng trắng ở đoạn này ở đầu và cuối của chuỗi này. Và sau khi dùng trim thì là nó bị mất hoàn toàn. Video mình xin được kết thúc đây. Chúc các bạn học lập trình vui vẻ.